rồi đời chán đơn côi gót mòn đai lộ buồn đền đêm bóng mơ nhà nhỏ hồn lãng tâm tư đi vào gì vãng đường tình không chung lối mang nỗi tin cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng nghẹn ngào trong thương tiếc vì mai bước thêm chân em sang ngang rồi trong kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc bên lê sầu thấm ướt đôi mi xin em một lần cho trong thương nhớ người đi nhớ thương người. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em dọn kho thanh lý tiếp cho anh em một cục công suất của LOD. Đặc trưng của các dòng công âm ly và các dòng công suất cục dàn của LOD. Cái lực đánh bát của nó cực kỳ mạnh luôn. Tép ra rất là bén luôn. Con này đánh rất là khỏe anh em nhé. Công suất tiêu thụ điện của nó là 100W. Nhưng mà đánh một cặp bát 30 rất là phê luôn. Đấy. Em vừa đánh cho anh em là bát 30 này của nó đây luôn anh em nhé. Đấy. Bát đánh rất mạnh luôn. Nghe qua điện thoại có thể anh em không cảm nhận được cái dải trầm nhiều. Nhưng mà anh em có thể là cắm tai nghe để mình nghe qua cái âm trầm của nó. Mình cảm nhận âm trầm của nó. Hoặc mình mở các bộ dàn âm thanh của nhà anh em lên này. Mình có thể cảm nhận cái âm trầm của nó anh em nhé. Hoặc là không anh em sẽ nhìn vào màng loa, anh em nhìn cái độ rung của nó, anh em nó hiểu cái lực đẩy của nó mạnh như thế nào nhé. Để em mở đoạn lên mic cho anh em nhé. Bắn lên mic nào, mình mạnh chưa? Mở với cái mức cái đấy là mức 11 giờ đấy anh em nhé. Mà nó đánh cái bát 30 rất là mạnh luôn. Đã khỏe anh em nhé. Riêng đồ Nhật đấy, công suất mà tầm 100W thì nó tương đương với khoảng là 250W hàng điện 220V anh em nhé. Tại vì là cái điện vào của nó, hiệu điện thế vào của nó ít nên là công suất tiêu thụ của nó ít hơn. Còn công suất đánh thực của nó thì khá là nhiều. Đây, chuẩn bị in Japan anh em nhé. Đây, chuẩn bị in Japan này, 100W này, 100V này. Đây. Nó
có 100V thôi nên là cái mức tiêu thụ điện của nó chỉ 100W anh em nhé. Còn nếu mà cái mức mà 220V thì cái mức tiêu thụ điện của nó gần nó gấp 2,2 lần nữa anh em nhé. Nếu mà so với hàng Việt Nam. Bọn này là khá tiết kiệm điện nhưng mà nó lại chạy đánh khá khỏe. Được tín hiệu vào thì đây, anh em cắm vào cái đường đây có đường Omnion in này. Đấy, anh em cắm vào đây nhé. Cắm thẳng vào đây là anh em sử dụng luôn thôi, không phải chuyển chế độ gì cả, cắm thẳng vào đấy là sử dụng thôi nhé, rất là dễ sử dụng, chỉ bắt test đằng trước thế thôi, to nhỏ đằng trước. Đây là được cầu loa anh em nhé, anh em cắm hai loa trên nhé, đấy, hai loa trên. Đấy, cục này em xả thanh lý cho anh em là 1.250.000 anh em nhé, 1.250.000. Đấy, cái giá trên nếu mà anh em nhiệt tình chuyển khoản đủ thì em bao ship luôn, khách quen nhiệt tình chuyển khoản đủ em bao ship luôn anh em nhé. Đấy, còn anh em chốt mua hàng có thể cọc cho em 300 nghìn là em gửi thôi, nhưng mà cọc thì em không bao ship đâu. Đấy, em chỉ hỗ trợ bao ship, ưu tiên bao ship cho anh em nhiệt tình vừa đủ thôi nhé. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em muốn nhận ship hàng toàn quốc bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.